biến cố 749 một lần nữa đã chứng minh giả tâm xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng. Trong bối cảnh thế giới ngày nay nói chung và hiện trạng Việt Nam nói riêng, đâu là phương cách hữu quả nhất để ngăn chặn hiểm họa này? Mời quý khán giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Con đường duy nhất để thoát Trung và sự trình bày của Hải Nguyên. Thưa quý khán giả, sau 5 ngày nhận tiếp tế nhiên liệu tại đảo nhân tạo chữ thập trong quần đảo Trường Sa do Trung Cộng kiểm soát, ngày 13 tháng 8, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Cộng quay về lại vùng bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngoài việc tiếp tục hành động xâm lấn trắng trợn này, tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống của Trung Cộng cũng đã hung hăng như muốn hút vào các tàu hải cảnh Việt Nam đang hải hành trong khu vực để theo dõi vận chuyển của đội tàu Trung Cộng. Phải mất đến 4 ngày sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới phản ứng đối với các hành động ngang ngược này qua lời tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao. Nguyên văn: Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Có tin là Đại sứ Trung Cộng tại Việt Nam đã từ chối không đến Bộ Ngoại giao Việt Nam để nhận kháng thư. Trước sự kiện này, làn sóng phẫn nộ của dân chúng Việt Nam đã bùng cao. Thế nhưng, trong bối cảnh xã hội chuyên chế với hành động trấn áp của bộ máy công an Cộng sản Việt Nam, sự phẫn nộ chỉ thể hiện trên mạng xã hội. Trong số những biện pháp đối đầu được nêu ra, có thể nói, biện pháp thực tế và khả thi nhất là kiện Trung Cộng ra các cơ quan tài phán quốc tế. Nhiều nhóm, nhiều chuyên gia nêu ra biện pháp này, viện dẫn trường hợp Philippines kiện Trung Cộng đã đơn phương tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Trong vụ kiện này, Philippines đã nộp đơn ngày 22 tháng Giêng năm 2013 tại Tòa án Trọng tài Thường trực kiện Trung Cộng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1972 mà cả hai nước đều công nhận. Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ngày 12 tháng 7 năm 2016 tuyên bố Philippines thắng kiện, xác định Trung Cộng không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Phán quyết này cũng xác định việc Trung Cộng xây dựng các đảo nhân tạo là trái phép, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển. Tuy nhiên, những người đề nghị giải pháp kiện Trung Cộng ra các tòa án quốc tế cũng thấy ngay biện pháp này, dù thành công, nghĩa là thắng kiện, cũng chỉ là một hình thức vận động dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam. Kinh nghiệm cho thấy, dù Philippines thắng trong vụ kiện vừa kể, nhưng Trung Cộng không chùn bước, vẫn hung hăng, ngang ngược, tiếp tục xâm phạm các vùng biển đảo mà Philippines tuyên bố có chủ quyền. Khả năng Trung Cộng phớt lờ phán quyết của những cơ quan tài phán quốc tế càng tăng cao trong bối cảnh chính trị thế giới ngày nay. Thật vậy, Trung Cộng hiện đang gặp khó khăn nội bộ, vừa về mặt kinh tế vì cuộc thương chiến với Hoa Kỳ, vừa về mặt chính trị với tình hình bất ổn ở Hồng Kông. Vì vậy, để giảm áp lực từ phía dân chúng cũng như từ các đảng viên Cộng sản Trung Cộng, Tập Cận Bình đang và sẽ tiếp tục hướng dẫn dư luận ra các điểm nóng bên ngoài. Trong đó, tranh chấp Biển Đông là mặt trận thuận lợi cho họ Tập, vì nó liên quan đến tinh thần ái quốc của nhân dân Hoa Lục. Nhưng yếu tố bất lợi quan trọng nhất đối với Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là sự lệ thuộc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào Trung Cộng. Ví dụ tiêu biểu cho sự lệ thuộc này là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
cười rất tươi, rất mặn mòi với Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh 4 ngày từ 8 đến 12 tháng 7, trong khi đội tàu Trung Cộng đang ngang ngược xâm phạm khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một ví dụ khác, gần đây hơn, là tuyên bố của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Cộng sản Việt Nam, tại lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, do Đại sứ quán Trung Cộng ở Việt Nam tổ chức ngày 30 tháng 7 vừa qua. Nguyên văn: vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam và Trung Quốc, mà còn là tâm nguyện, khát vọng của thế giới văn minh ngày nay. Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào đàn anh phương Bắc để củng cố, bảo vệ chiếc ghế độc tôn quyền lực tại Việt Nam. Sự lệ thuộc này khởi đầu từ Hội nghị Thành Đô năm 1990, khi mà thành trì khối Cộng sản đổ ao ạt tại Đông Âu, cũng như ngay tại cái nôi của nó là Nga Xô. Vì vậy, chỉ khi nào dân tộc Việt loại bỏ được tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, kẻ nội thù tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc, thì chừng đó mới mong ngăn chặn được giặc ngoại xâm. Nói cách khác, chỉ khi nào Việt Nam có một thể chế dân chủ đích thực, trong đó chính quyền do dân bầu lên, thực sự đại diện cho dân, nên có khả năng huy động mọi tiềm lực nhân dân, trong cũng như ngoài nước, thì mới mong chặn đứng được sự hung hăng, xâm lấn của Bắc Phương. Trân trọng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Thưa quý thính giả, trong một chế độ suy mạc thì quan chức chính là những kẻ trước tiên vơ vét của cải, tiền bạc bằng mọi giá, bất chấp luân thường đạo lý, luật pháp gia quy, với mục đích phòng thân và khi hữu sự là cùng gia đình buôn tẩu thoát thân. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề cần làm thất bại những âm mưu bán nước của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý thính giả, quan chức Cộng sản hiện nay cấu kết với những doanh nhân bất chính, lực lượng công an bất nhân, còn đảng, còn tiền, là những sản phẩm được chế độ tạo ra để tranh đoạt miếng ăn của dân, cướp bóc tài sản và cả mạng sống của họ. Chưa dừng lại ở đó, Cộng sản Việt Nam luôn cấu kết với ngoại bang, nhất là Tàu Cộng, để dâng hiến chủ quyền quốc gia, quyền lợi của dân tộc cho ngoại bang không màng đến hậu quả và di hại cho giống nòi mai sau. Chỉ với mục đích duy nhất là Cộng sản Việt Nam được độc quyền cai trị và đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam để trục lợi. Sau khi tạm thời thất bại trong âm mưu lập ba đặc khu kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam để dâng đất cho Trung Cộng hồi năm ngoái, thì hiện nay Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một âm mưu khác, tiếp tay Tàu Cộng thôn tính Việt Nam. Đó chính là dự án đường cao tốc Bắc Nam, mà Trung Cộng được dự đoán chính là kẻ sẽ thắng thầu dự án này. Bởi Bộ Chính trị, hay còn gọi là Bộ Bán nước của Cộng sản Việt Nam, đã bán dự án đường cao tốc Bắc Nam này cho Tàu Cộng, và những cái gọi là mở thầu, đấu thầu công khai, thực ra chỉ là những màn kịch để che mắt người dân. Để minh chứng cho điều này, người dân Việt Nam có thể tự kiểm chứng qua những phát ngôn của các quan chức tai to mặt lớn của Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Thiện Nhân, một kẻ có chân trong Bộ Bán nước và hiện đang giữ chức Bí thư Thành ủy Thành Hồ, kiêm đại biểu Quốc hội, trong buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh hôm 19 tháng 6 năm 2019, đã trả lời những lo lắng của người dân trong việc chọn nhà thầu Trung Cộng làm dự án cao tốc Bắc Nam rằng: trách nhiệm của Quốc hội là giám sát chặt chẽ công trình này. Đây là lợi ích quốc gia. Cử tri không cần lo lắng, không đảm bảo
cái này hay cái kia. Trong phần trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội Việt Nam, ngày 5 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thừa nhận Trung Cộng làm các dự án giao thông rất nhiều cho Việt Nam, chậm tiến độ, đội vốn rất nhiều lần, nhưng thanh tra các cấp hay cơ quan điều tra không thể xử lý nhà thầu Trung Cộng. Do đó, theo ông này, không nên lo ngại các nhà thầu Trung Cộng làm cao tốc Bắc Nam. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thì tuyên bố rằng, hiện nay trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Cộng. Ông ta còn chê nước Đức trong 8 năm qua không làm được một con đường cao tốc mới nào. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam đưa ra hồ sơ tư vấn mời thầu quốc tế đường cao tốc Bắc Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp nước ngoài phải có kinh nghiệm xây mới đường cao tốc với quy mô tương đương trong 3 năm gần đây. Vì vậy, doanh nghiệp của Đức không có khả năng. Còn nhiều phát ngôn khác nữa của các quan chức Cộng sản Việt Nam chỉ với mục đích lèo lái dư luận, không chống đối việc để cho Trung Cộng làm đường cao tốc Bắc Nam. Bất chấp những nguy hại về chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như âm mưu hán hóa dân tộc Việt mà Trung Cộng đang tiến hành thông qua sự tiếp tay của Cộng sản Việt Nam. Ảnh hưởng của Bắc Kinh bao trùm lên mọi quyết định của Cộng sản Hà Nội đã phơi bày quá rõ ràng, khiến cho Cộng sản Việt Nam không còn gì để biện minh. Qua dự án đường cao tốc Bắc Nam này, lại một lần nữa, người dân Việt Nam nhận ra bộ mặt bán nước cầu vinh của Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế mà lòng dân không yên, và những tiếng nói chống đối dự án đường cao tốc Bắc Nam sẽ do Trung Cộng thực hiện, đang được cất lên từ mọi tầng lớp trong dân chúng, khiến cho Bộ Chính trị lo lắng vì có khả năng bị mất miếng mồi tham nhũng béo bở lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị kéo dài thời gian, giá thành bị đội lên gấp nhiều lần, nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng được. Nó cho thấy cung cách làm việc cùng những âm mưu thủ đoạn của bọn tàu là vô cùng thâm độc. Nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục dâng dự án cao tốc Bắc Nam, được ví như tuyến đường xương sống của quốc gia, cho Trung Cộng thực hiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của chính phủ Trung Cộng. Theo hiệp định khung ký ngày 30 tháng 5 năm 2008 giữa Trung Cộng và Việt Cộng, điều này cho chúng ta thấy rằng Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Cộng xích cổ bằng sợi dây xích bằng vàng và đô la, và Bắc Kinh muốn kéo Hà Nội theo hướng nào tùy thích. Vì sự an nguy và tồn vong của quốc gia, chúng tôi cùng với người Việt Nam trong cũng như ngoài nước phản đối và lên án chế độ Cộng sản Việt Nam rước giặc vào nhà qua việc dâng dự án đường cao tốc Bắc Nam cho Trung Cộng xây dựng. Chúng tôi cũng đưa ra lời kêu gọi người dân Việt Nam cần phải theo dõi và giám sát sát sao dự án đường cao tốc Bắc Nam này, để có hành động thích hợp ngăn chặn bè lũ ba tên bán nước là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc núp bóng dự án này để dâng lãnh thổ của tiền nhân cho giặc Tàu. Người dân Hồng Kông vì lo sợ mất tự do đã đồng lòng xuống đường chống lại sự áp đặt thống trị của Tàu Cộng. Còn người dân Việt Nam đã mất tự do, nhưng nếu để mất nước vào tay Trung Cộng, thì ngàn năm tăm tối sẽ bao trùm cả dân tộc
trong tương lai gần. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.